Hi, xin chào quý vị. Hôm nay là Bằng đang ở Temecula quý vị. Và sẽ đưa quý vị đi hái blueberry với gia đình của Bằng. Phải chay đâu ta? Phải chay đâu bạn? Phải chay đâu bạn? Chị ơi. Chị ơi, chị. Chị ơi, bên đây nè con. Chị trốn rồi. Chị, chị, chị. Race, race, race. Bên đây con. Race. Oh, chúc mình đi cái vườn thú đó sao? Ừ, đi hái blueberry trước con. Con đó con gì á? Con đó con gì? Con gì hả? Làm ba coi coi. Dạ. Làm gì đó? Ok, đi vô hái blueberry nè. Race. Race, vô hái blueberry trước đi. Đi hái blueberry trước. Bên đây nè, qua đây trước. Quá trời đông luôn quý vị. Hôm nay là lễ Memorial Day nên là rất là đông luôn kìa. Trời ơi vô quá trời đông kìa mẹ. Yeah. Thôi mình đi vô trước nha. Đi Ray. Mày mua vé mà mày ơi. Mà mi cột dây dài giùm ba mà mi. Ba không xuống được. Thôi, vô. Chứ đợi sao mà. Con. Đi con. Vô con, fresh. Đi vô. Bây giờ mẹ đi mua cho con nè. Có hái. Phải search. Hôm qua có kèm ta hái hết rồi. Con làm gì đó? Con chọc chê chê hả? Nè, chê chê sau lưng nè. Nè, chê chê nè. Chê chê nè, chê chê nè. Con thấy chê chê không? Nè, chê chê nè. Kiếm chê chê. Vô thăm bạn dê của con kìa. Một năm rồi mới gặp bạn dê. Kìa bạn dê trong kia kìa. Chút xíu vô gặp bạn dê nha. Tới mình vô. Hi. Hi. Are you ready for an adventure? Yeah. How about a treasure hunt? Hi. Okay. Hi. Can I just get the small? You are queen. Yes. You are gorgeous, and you wore your blue berry dress. And the Peppa Pig. Peppa too. I love Peppa. Where do you have that? And Paw Patrol. Yeah. Can I get only one? Yes. You're gonna have to search. I understand. Yeah. All right. You gotta flip it easy in the weekend, right? Yeah, we have been so busy. So busy. And so you know what? Because the long weekend, so they claim. Well, also, we don't have a fabulous crop this year. And then it hasn't been warm enough. We haven't had enough heat to ripen the berries. Uh-huh. So, well, we love all right. That anyway. Okay, and if you find you want another container, just come on. We'll send somebody back up, and you can always buy more. All right, thank you. Okay, thank have you. Fun. Đi thăm bạn dê, thăm bạn dê. Bạn dê nè con. Race. Chị nói là mình phải đi tìm mới hái được nha. Tại vì mấy tuần nay người ta hái hết rồi. Tại vì là người ta cho mình biết trước luôn là mình muốn vô á, là tại vì không có còn nhiều blueberry để hái. Nè, dê nè con. Cá nữa kìa. Wow, đâu cá đâu? Wow, có cá vàng kìa. Cá vàng kìa con. Đó. Thấy dê không? Bé 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 b
bé 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 bé. Con kêu bé 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 đi. Bé bé. Bé bé. Bé bé. Bé bé. Bé đi chơi đi chơi. Qua đây thăm già, thăm bạn già nè. Một năm rồi con mới lên thăm mấy bạn đó. Thăm bạn già đi. Hello gà, hello gà. Gà ơi, gà ơi. Con làm gà gái, gà gái sao? Con chừng quên cái hộp của con. Hey. Rồi đi nè, đi hái blueberry nha. Chơi đi. Thứ này con. Giờ phải đi tìm chứ không có sẵn để hái. Yeah. Super busy. Không còn trái thiệt rồi. Nè. Không còn nè. Xíu nó phải to lên cao á. Ở trong á chứ. Ồ, super ngọt luôn. Quá ngọt luôn. Con đi kiếm đi. Ngọt lắm mọi người ơi, quá trời ngọt luôn. Con đây ba đây, dẫn con đi qua đây hái nè. Đi theo ba nè. Đi đi, giờ đi lùng hết cái vườn cũng được đó mà. Bà thấy rồi bà chỉ cho con nha. Ăn. Con thử rồi nè. Không, ngon không? Đây, ông ơi nè. Má nè bà chứ. Má chè vú tê vú gió nè. Má nè vú chè vú tê vú gió nè. Blueberry ngon. Sao bé chay nói gì hả? Bé chay nói gì hả? Bé chay nói gì? Nè, nè Ray. Ray ơi, đây nè con. Con muốn không có bự nha. Tại hái hết rồi, cuối tuần người ta hái rồi nó chín không kịp. Trời nó không có đủ ấm á. Ừ, nó lạnh quá. Trời nó không đủ ấm để chín. Cho chay thử cái, quay thử cái nha. Đồ còn cái phấn nè không? Lao cái phấn ra nó bóng lưỡng luôn nè em. Nè. Chay cũng muốn ăn đó. Thử chay coi. Thử chín miệng. Ngon không con? Ngon không? Ngon không? Ngon nè. Ngon hả? Quay lại mẹ coi coi. Ngon nha. Ngon không? Ngon nè. Ngon nè. Có ăn nữa không? Ngon mà ngon nhò là sao? Cho chú bé mình đang đi tìm nè con, chứ con hỏi ở đâu là sao? Này cái cây của nó nè, này là cây blueberry nè con. Nhưng mà không có trái đi hái. Phải đi tìm mới hái được chứ. Đi con nhiều lắm, đi tới cây không à. Không còn nhiều trái. Phải trời phải nắng lên nó mới có trái nữa. Tại trời thời tiết bị lạnh á cho nên là nó không có chín nổi. Ủa nhưng mà sao năm nay mình không thấy nó nhiều ha? Năm trước mình lên thấy đùm đùm luôn đúng không? Rồi, người ta hái hết rồi anh. Ủa nó mới mở cửa có 2 tuần mà. Cổ nó weekend đông quá, super busy luôn, super cao được luôn. Nè 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 nè. Trời ơi, đây nè. Ơi, đây con. Từ từ. Có nhưng mà mình phải sớm. Oh wow. Siêu bự luôn. Siêu bự luôn. Trời ơi, trái bự ghê không? Nè ơn cho ơn nè. Bỏ vô. Đây nè con. Đây con. Từng hàng cũng có thôi à. Thì cũng còn. Ai ai nắm lá vậy? Ê, trời ơi, trời ơi. Con cũng muốn hái á. Trời ơi. Ngon. Em ơi. Chơi đi mẹ nè, cho con. Bỏ vô nè. Bỏ vô, bỏ vô. Con không đi hái rồi, con lấy chỗ bà nè. Để ba mượn, để ba mượn. Con phải làm gì nè. Chơi đang ăn blueberry. Chơi ăn hả? Chơi đang ăn á. Ngon không chị? Ngon hả? Ngon hả? Rồi, chơi ăn kìa. Chơi ăn mà. Nè. Yeah, Ray cầm vậy nè. Đi con. Qua đây con. Nè. Đông không? Quá trời đông luôn. Mà thật ra người ta vô đây người ta để đi chơi chính chứ không phải để hái berry đâu. Đúng không? Hái là phụ thôi. Vô chơi là chính. Cái trái này bự ghê em. Thì bên đó có anh chùm kìa mẹ, qua nó hái cho Ray xin mẹ. Năm nay là berry không có nhiều nha quý vị. Trời ơi, đừng hái trái màu xanh con.
con đừng hái trái màu xanh nha. Rồi xoay, qua đây nè, có chùm đây nè. Mẹ dẫn Ray qua đây hái nè, mẹ có chùm đây nè. Ủa đâu rồi, mới thấy chùm ra nè, đó, đó. Ông, qua đây mẹ con. Dòng qua đây nè. Qua đây, nhanh. Có chùm nè. Nhanh. Đâu đó đi. Đó nè, đây nè. Ông ơi, lại đây. Trong hốc đó, đây nè. Đây hả? Nè, đó. Đó, trong hốc đó. Đây, hái đi con, hái nè. Nhanh, trốn kỹ nè. Rồi bỏ vô trái này nữa. Trái này nữa. Trời ngọt dữ vậy trời. Wow. Ngọt thấy sợ luôn á. Ôi trái đó nhỏ quá con. Trái đó nhỏ lắm, con hái trái bự. Ăn nghe mùi mà tươi luôn ha. Phấn luôn. Đi lên cái khu trên kia kìa. Lên cái vườn phía bên kia. Tại cái vườn bên đây người ta đi nhiều, cái vườn bên kia ít người. Đi xa xa hơn hả? Không phải đi lúc bên đây nè. Đi qua kia đi, ít thì đây đi. Đi con. Ừ, qua đây con. Con. Ông ơi. Ba xuống nhé hả? Rồi, ok. Rồi con ngồi xuống luôn. Bếp ba đâu có ăn. Cho bếp ba ăn nữa hả? Cho bếp ba ăn nha mẹ. Đưa em đây. Mẹ đưa em đây. Cho bếp ba ăn nữa hả? Em không có đụng với bếp ba. Bếp ba cứ có. Trời ơi, em quậy vừa thôi. Đá bào hả? No con, đúng rồi. No con nào. Mua cho ăn cái nha. Lại mua đi. Con get like kìa. Dẫn ăn, đặng get like đi. Đi mua đá bào. Ông muốn ăn đá bào. Nắng em. Anh kiếm cái nào đứng cho mát. Cô đang làm cho con không? Cô đang làm cho con. Con thấy không? Đó, cô đang làm. Hello cô.
con hát cái bài Rainbow con nghe. Rainbow, hay gì nữa? Xem nào. Rainbow, rainbow. Đỏ, màu đỏ kìa. Wow, is it what color is this? Màu đỏ, màu đỏ. Gì vậy? Red, màu gì nữa? Yellow. Màu vàng. Pineapple, cherry, với gì nữa? Màu xanh kia. Wow. 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 Wow, nice. Thank you, đi. Say thank you. Yay! Ba ba ba. Yes. Wow, look at that. Yummy. Thích không? Em thích không? À, không ẩm nữa, giờ có đồ ăn rồi, không cần ẩm nữa. Ok, theo bạn. Ê, thay đi. Đi, qua cho bạn dê ăn nhé. Đi con. Nơi đi đường quá. Ok. Ừ, cho bạn heo ăn nữa. Đi ăn. Đổ bây giờ đi con. Hai tay cầm hai tay. Cái này nó tan ra, nó đổ ra hút đi. Cái ly bự quá vậy. Sao cái hình nhỏ hơn cái ly bự vậy? Hả? Cái hình nhỏ xíu à. Cái ly bự ghê không? Đúng không? Đúng không, đúng không, đúng phải snow cone không? Yeah. Rồi đi. Uống đi không là nó tan chảy ra bây giờ hơn đi. Cầm hai tay con nó đổ đó. Nè. Hai tay cầm qua vườn thú không? Ok, go.